Xin mến chào cô chú chị, chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh Bảo Điền Bất Sản. Em là Điền đây, hiện tại em Điền đang có mặt ở tại ngay trung tâm thị trấn Phước Bủ, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị ha. Vị trí em đang đứng đây dường như là trung tâm huyện luôn rồi. Nói chung là đi ra hành chính huyện thì khoảng đâu đó loanh quanh khoảng một cây số đổ lại thôi ha. Đó. Và chuẩn bị tới đây em Điền sẽ xin được giới thiệu tới cô chú chị một bất sản nằm giữa lòng thị trấn ha, khoảng loanh quanh 1,5 tỷ thôi. Đó. Mà có sẵn căn nhà mới xây luôn chị, rất là đẹp ha. Hả? Đường ô tô đàng hoàng chị ha. Rồi bây giờ trước khi đi vào review bất động sản thì em đi sẽ giới thiệu sơ qua cái vị trí em đi đang đứng ha. Thì vị trí em đi đang đứng đây là trên trục đường Huỳnh Minh Thạnh, nhưng mà dưới đây là ở dân địa phương đây là kêu là đường Huỳnh Minh Thạnh cũ. Đó. À, hiện tại Huỳnh Minh Thạnh mới thì nằm phía bên ngoài này ha. Đó. À, cách khoảng vài trăm mét thôi à. À, nói chung là nhà nước mình huyện mình mở cái đường đó đi cho nó xuống biển cho nó thẳng á chị ha. Đó. Thì hướng này đi trước mặt này mình sẽ giao với lại đường mới mở là đường 34A, và cũng như là mình thông thương ra lại đường Huỳnh Minh Thạnh cũ luôn ha. Còn mình rẽ lên bên tay trái mình sẽ thông ra quốc lộ 55 anh chị. Nói chung là vòng lại quốc lộ 55. Còn dưới này thì gặp ngay trường học ha, tiểu học, và nói chung là dân cư rất là đông đó, kinh doanh buôn bán rất là nhiều ha. Dưới trường học thì luôn luôn có tạp hóa và quán nước rồi này kia vân vân đây, nhiều rồi. Đó. Là cái hướng này mình đi biển Hồ Tràm anh chị ha. Đó, còn hướng ngược lại này mình sẽ đi khoảng là 100 mét thôi là mình sẽ giao với lại đường số 4. À, hay được gọi là đường Hùng Vương á chị. À, đường ở dưới dân địa phương ở đây sẽ kêu là đường số 4 ha, còn trên Google Maps mình sẽ gõ ra là đường Hùng Vương đó. Và đi thẳng nữa mình sẽ gặp đường số 2 hay là được gọi là đường Điện Biên Phủ đó, là thông, nói chung là cung đường đường số 4 là đường số 2 sẽ thông song song với lại quốc lộ 55 anh chị ha. Đi khoảng chưa tới một cây số, khoảng 800-900 mét thôi là mình sẽ giao với lại quốc lộ 55 rồi. Ngoài đó cũng như là gặp ngay trung trung tâm thị trấn cũng như trung tâm huyện rồi ha, ngay bờ hồ đó, công viên nữa chị ha, cũng như là chợ Bà Tô vân vân ha. Nói chung là vị trí này thì bán kính khoảng đâu đó một cây đổ lại thôi là đầy đủ tiện ích tiện nghi rồi. Ở ngoài đây thì anh chị có thể thấy ha, đó, tạp hóa rồi điểm tâm sáng rồi, nói chung là kinh doanh mua bán rất đầy đủ ha. Rồi bây giờ không, em không nói nhiều nữa, bây giờ em sẽ mời cô chú chị đi xem, đi vào em sẽ review chi tiết bất động sản mình ha. Bất động sản mình thì cách cái đường này khoảng đâu đó là vài chục mét ha. À, bất động sản mình là vô hẻm này, hẻm mình thì đang rộng là 4 mét, ô tô thì đi thoải mái chị à, đi thoải mái né nhau với xe máy được ha. À. Rồi bây giờ em Điền xin mời cô chú chị đi theo chân em Điền ha, đi vào bất động sản của mình. Đó, đi một chút xíu thôi là tới bất động sản mình rồi ha. Trong đường này tuy là hẻm nhưng mà vẫn kinh doanh được nha chị nha. Đây, như cái bất động sản mình thì đang có một cái phòng khám siêu âm ha. Đó. Kế bên này là phòng khám siêu âm phụ khoa, phụ sản gì đó. À, đó, bên này vẫn kinh doanh được này. Đó. Nói chung là hẻm thôi nhưng mà hẻm thông nha chị nha. À, bên này thông đường này sẽ thông qua bên cái đường thị trấn thôi, cũng là đường đó cũng là đường đường nhánh của cái đường Hùng Vương á chị ha. Đi chút xíu à. Nói chung là đường mình thông thương. À, trước khi đi vào bất động sản mình thì em sẽ nói thông tin cơ bản sơ qua ha. Bất động sản mình đang có diện tích là ngang 5, mặt tiền là 5 mét, và sâu bên cạnh này là 21 mét và cạnh bên này là 20 mét mét anh chị ha. Và nở hầu, bất động sản mình nở hầu là 5 5 mét rưỡi. Tổng diện tích thì cũng không được làm tròn 100 mét vuông anh chị, 99,9 mét vuông anh chị ha. Đó, nhà này mới xây. Rất là đẹp ha. Nói chung là ranh mình thì sẽ ra tới ngay chỗ này là, nhưng mà gia chủ mình xây trừa vào chút xíu ha, làm vỉa hè cho nó rộng đường đó chị. Nói chung là mình có thể đậu, chạy xe ô tô và đậu cái sân mình trừa đậu chiếc ô tô vẫn được ha. Đó. Nói chung là đất mình thì đang là full thổ cư anh chị ha, đất ở đô thị toàn bộ 100%. Đó. Và bây giờ em mời cô chú chị đi theo em đi vào trong nhà mình ha. Bước vào trong nhà thì mình sẽ gặp một cái sân ha, sân trước đậu xe đó. Cũng tương đối là rộng ha. Rồi trong quay xíu nha dạ dạ em không quay đi vào đây là phòng khách anh chị ha. Tiếp phòng khách là lui sau cái tường này là phòng bếp ha.
và đi thẳng lui là lui phía sau luôn. Nhà mình thì đang có là hai phòng ngủ ha anh chị, một phòng hai phòng và toilet riêng nằm phía ngoài. Khu vực này là khu vực phía sau ha. Rất là thoáng luôn. Bên sạn mình thì cũng tương đối là gần cái rừng nguyên sinh anh chị. Phía sau thì toilet nằm bên này, trừ một phía sau để mà phơi đồ ha. Cũng tương đối là gần cái rừng nguyên sinh đó, đâm ra là khí hậu đây rất là mát. Rồi, anh Biên sẽ quay lại một lần nữa ha, để có cái gì mình có thể hình dung rõ hơn cái ngôi nhà của mình. Rất là đẹp anh chị. Nói chung là giá thì ra bán là 1 tỷ 550 ha. Tất nhiên giá này sẽ có thương lượng đó. Cô chú chị nào mà quan tâm đến bất động sản này liên hệ em Điền nha, Điền sẽ dẫn cô chú chị đi xem thực tế cái ngôi nhà này. Và thiện chí nữa mình sẽ gặp về gia chủ mình ha để thương lượng thêm phần giá. Thì em Điền cũng nói nữa là căn nhà mình đang cho thuê anh chị ha, nói chung là hàng tháng cũng được là 2 triệu đó. Cô chú chị mà mua thì cũng có thể là kinh doanh được liền luôn vậy ha. Đó, đường ô tô đi thoải mái nè. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị ha. Em Điền sẽ hẹn gặp cô chú chị lại những video clip sau của em Điền. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.